Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thông tin Hoàng Trọng Thủy trở lại, và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến những cái vụ thảm sát thường dân đến từ quân Nga sau khi rút khỏi một trong những thành phố phía Bắc, mà không những riêng với thành phố Buka phía Bắc của Kyiv, mà các thị trấn khác chung quanh, quân Nga đi tới đâu thì thảm sát thường dân tới đó. Ở trong số này, một thị trấn nằm phía ngoài của thủ đô Kyiv có bà thị trưởng, đây là bà Olga, và cùng với chồng và con trai. Bản tin ghi nhận người dân ở thị trấn này nói vào ngày 25 tháng 3 đó, quân Nga đã đến nhà của bà Olga, bắt không những bà, bắt luôn cả ba người trong nhà đi, bắt ra khỏi nhà. Sau đó thì những người láng giềng dân làng họ không biết được bắt những người này đi đâu. Cho đến khi quân Nga rút khỏi Kyiv và các thành phố vành đai Kyiv, thì người Ukraine, các binh sĩ Ukraine, họ mới đi thám sát, tức là họ tìm thứ nhất đó là mìn bẫy, thứ hai là xem có những cái kẻ nào còn trú ngụ lại trong các thành phố này để tìm cách tấn công Ukraine nữa hay không. Họ muốn bảo đảm an toàn cho toàn bộ khu vực vành đai của thủ đô Kyiv. Và trong lúc đi vào trong khu rừng đó, họ tìm thấy một cái mồ chôn và trong đó có ba xác người. Thì những người láng giềng sau khi nhìn những người này, họ mới xác định đó chính là gia đình của bà thị trưởng. Đây là một trong những cái hố chôn mà quân Nga, một cách gọi là giống như đào cho có vậy thôi, xong ném xác những người này xuống, bắn chết rồi mới ném xác xuống. Rồi bên phía quân Ukraine ngày hôm nay họ cho biết họ cũng khám phá những cái mồ chôn khác trong các khu vực chung quanh thủ đô Kyiv. Và đó là tiếng nói hiện nay đang dấy lên để nói rằng quân Nga Putin bây giờ đã thực hiện những cái hành vi gọi là diệt chủng, thảm sát một cách là bất kể. Và đó, hành vi một lần nữa không khác gì quân Đức Hitler cũ đã tàn sát người Do Thái, bây giờ là người Ukraine. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm nay đó thì Ủy ban Tư pháp của Thượng viện hiện nay họ đang có một cái cuộc họp rồi, và dự kiến là trong vòng tuần này sẽ chính thức bỏ phiếu cho bà thẩm phán Ketanji Brown Jackson chính thức vào tối cao pháp viện. Thưa quý vị, phía đảng Dân Chủ đó thì họ muốn sớm nhất là ngày thứ năm này là cái việc bỏ phiếu sẽ hoàn tất, nhưng mà lo sợ là phía đảng Cộng Hòa họ sẽ dùng mọi phương thức để mà kéo dài. Mặc dù phía đảng Cộng Hòa đương nhiên là họ không có muốn bỏ phiếu đâu, nhưng mà thật sự phía đảng Dân Chủ bây giờ họ đang nằm ở cái thế trên rồi, là bởi vì cái việc để bà Jackson được vào đó chỉ cần có 50 phiếu mà thôi, thì phía đảng Dân Chủ không có một cái thượng nghị sĩ nào họ phản đối cả, là họ đã có đủ 50, và cho là phía đảng Cộng Hòa hết 50 người họ phản đối đi, thì bà phó tổng thống Kamala Harris chỉ cần bỏ thêm cái phiếu cuối cùng của bà là đảng Dân Chủ họ đủ 51 phiếu là cái việc này là thành công. Chưa kể là vào sáng ngày hôm nay đó, phía báo chí đã chính thức cho biết là thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Maine, bà Susan Collins đó, cho biết là bà sẽ bỏ phiếu ủng hộ, cho nên cái việc mà bà Ketanji Brown Jackson được vào tối cao pháp viện là coi như là 99% là bà sẽ được vào rồi. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây đó thưa quý vị, không phải là các bên phía đảng Cộng Hòa họ cho rằng bà không đủ kiến thức hay là tư cách, nhưng mà cái vấn đề ở đây là bà đã được chứng thực là một người
activist tranh đấu cho quá nhiều cái vấn đề mà hiện nay đang gây tranh cãi và chia rẽ trong xã hội của Hoa Kỳ. Thứ nhất, cái việc mà kỳ thị chủng tộc. Rồi thứ hai là cái quan điểm, và trong lúc mà bà từng là thẩm phán ở tòa kháng cáo đó thưa quý vị, bà đã có cái quan điểm là giảm nhẹ án tù cho một số những cái tội hình sự. Rồi sau đó là chưa kể bà còn nằm trong hội đồng quản trị của một cái trường học bị cáo buộc là dạy cho các em nhỏ cái giáo trình về critical race thinking. Thì bây giờ đó, nếu như mà trong tuần này bà chính thức vào tối cao pháp viện rồi, thì vào cái mùa thu năm nay, tối cao pháp viện họ sẽ đưa ra những cái phán quyết rất là quan trọng. Những cái vấn đề hiện nay đang có một số cái đơn kiện liên quan đến hiến pháp của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là thứ nhất cái vấn đề phá thai thưa quý vị, thứ hai là cái quyền từ chối không phục vụ, bán hoặc là cung cấp dịch vụ cho những cái cặp mà hôn nhân đồng giới. Bởi vì ở tại Colorado và một số tiểu bang đó, nói ở cái Colorado trước thưa quý vị, vào tháng 12 năm ngoái có một người phụ nữ, bà này đó, bà vốn là có một cái cơ sở thương mại chuyên trang trí nhà cửa, và lúc đầu đó là không có cái website, nhưng mà sau này đó bà muốn expand cái business của bà thì bà mở cái website lên. Tuy nhiên trên cái website của mình thì cái người phụ nữ này bà đã ghi rõ là bà sẽ từ chối phục vụ cho những cặp nào mà là hôn nhân đồng giới, nam cũng như nữ, với cái lý do tôn giáo. Thì ở tại Colorado lại có một cái luật lệ là cấm một cái cơ sở thương mại không được kỳ thị bất cứ ai liên quan đến vấn đề giới tính. Cho nên là cái người phụ nữ này bà bị kiện, nhưng mà rồi bà cũng kiện ngược lại cái chính phủ ở tại tiểu bang. Cho nên cái vấn đề, cái vụ kiện này sẽ đưa lên tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện được biết là vào hồi đầu tháng Giêng đó đã chấp nhận cái đơn kiện này, và vào mùa thu này họ sẽ đem ra xét xử xem cái người phụ nữ ở Colorado có quyền từ chối cung cấp cái dịch vụ của bà cho những cái cặp hôn nhân đồng giới đó hay không. Và thứ ba nữa thì là những cái vấn đề ở các trường đại học kiện tụng lẫn nhau, Harvard và cái hệ thống USC thưa quý vị. Rất nhiều các đơn kiện thuộc các sinh viên đó, đặc biệt là sinh viên gốc thiểu số, nhưng mà đặc biệt đây là những cái đơn kiện do các sinh viên gốc Á Châu họ đưa ra. Quý vị cũng biết là ở Harvard rồi Stanford, rất nhiều trường đại học đó, họ có một cái tiêu chuẩn, đó là mỗi một năm họ phải nhận vào chẳng hạn như là 1.000 sinh viên, thì trong đó phải có 10% là sinh viên gốc thiểu số. Tuy nhiên thật ra trong suốt mấy chục năm nay đó, gốc thiểu số thì bao gồm có người Á Châu, người gốc Phi Châu, rồi người Latin thưa quý vị. Nhưng mà các sinh viên Á Châu đó thì họ nói rằng thường là nếu như mà một người Á Châu mà chọi với một các sinh viên gốc Phi Châu đó, thì các sinh viên gốc Phi Châu lại có một cái lợi thế hơn, vân vân. Cho nên là các bây giờ những cái đơn kiện của các gia đình gốc Á Châu này, họ nói rằng cái việc này nó không công bằng. Nếu như mà đem so sánh với những cái bảng điểm rồi những cái thành tích thì sinh viên gốc Phi Châu họ không có bằng, nhưng mà tại sao họ được vào học ở các trường đó. Cho nên là những cái đơn kiện này hiện nay đó yêu cầu các trường đại học hệ thống USC, Harvard, tối cao pháp viện hủy bỏ cái đặc quyền này đi, nghĩa là chỉ so sánh cái thành tích với nhau mà thôi, chứ không có được cái đặc quyền là bởi vì gốc thiểu số cho nên được vào. Thì bây giờ đó, rất nhiều các chuyên gia họ nói rằng nếu như mà tối cao pháp viện phải đưa ra phán quyết về các trường đại học Harvard này đó, thì bà Jackson có lẽ là bà phải rescue, là nghĩa là rút khỏi cái việc này, bởi vì bản thân của bà hiện nay vẫn còn đang nằm trong cái hội đồng quản trị của một số trường, và đặc biệt bà trước giờ là một người tranh đấu cho cái vấn đề mà chống đối việc kỳ thị chủng tộc, thì với lại bản thân bà là người gốc Phi Châu nữa thưa quý vị, cho nên là bà sẽ không có cái nhìn trung lập để mà đưa ra cái phán quyết này. Cũng khó lắm thưa quý vị, bởi vì mình thấy ngay cả tòa tối cao pháp viện vẫn chia làm hai phe. Một bên là theo ủng hộ cho những cái chính sách của Đảng Dân Chủ, một phe hay nói là thành phần bảo thủ đó. Và điều này nó rõ ràng lắm, bởi vì một ông Tổng thống luôn luôn một là Cộng Hòa, hai là Dân Chủ. Mà ông Tổng thống Cộng Hòa như ông Trump thì chắc chắn cái việc đề cử những người thẩm phán nào mà sẽ ra phán quyết có lợi cho Cộng Hòa. Và chúng ta thấy rõ trong những cái phán quyết vừa rồi từ tòa tối cao pháp viện, vấn đề phá thai bắt đầu đã, người ta đang lo sợ đó, là cái quyền phá thai của người phụ nữ rõ ràng đã được đưa ra các phán quyết gây cản trở cho những người phụ nữ từ Texas, rồi sau đó Texas nhiều tiểu bang khác nữa.
Và vì thế khi mà bà Jackson để đưa vào thì họ bên phía Đảng Cộng Hòa họ nói họ không bỏ phiếu bởi vì bà sẽ có những cái tuyên bố lá phiếu, mặc dù một không có ảnh hưởng, nhưng mà nhìn chung đó, một vị thẩm phán mà có một cái nhìn hơi thiên vị một chút xíu thì ngay cả tòa tối cao pháp viện cũng nằm trong cái thế này. Chúng tôi có bản tin cập nhật liên quan đến vụ thảm sát ở Sacramento và ảnh hưởng này. Một lần nữa, những người ở trong tòa Bạch Ốc mà thuộc phe Dân Chủ đó, đầu tiên họ nói là nên kiểm soát súng ống. Vâng, Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay một vì cái vụ mà nổ súng này, cộng thêm với nhiều vụ tấn công khác từ hôm cuối tuần và những tuần lễ trước nữa, ông kêu gọi ban short ghost guns. Ghost gun là những cái cây súng mà không kiểm soát được, bọn chúng bán đầy rẫy ở ngoài thị trường, không cần phải thông qua cái thủ tục kiểm soát hồ sơ của FBI, cho nên gọi ghost guns. Và quý vị biết ghost gun đầy hết trơn, cho nên một đứa trẻ cũng có thể mua những cái cây súng này nếu có tiền từ những cái nhóm tội phạm. Ngoài ra đó, phải tiếp tục tất cả những cái loại súng. Nhiều tiểu bang thực sự thì những cái loại súng ngắn mà để ở trong nhà đó đôi khi không cần phải background check nữa nè. Ông nói là tất cả những loại súng nào cũng phải có background check. Và thêm nữa, chúng tiếp tục gửi đến thưa quý vị các bản tin cập nhật liên quan đến vụ thảm sát ở Sacramento ngay sau bản quảng cáo.